Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video chiều nay, chiều ngày 13 tháng 2 năm 2023. Thì trong video chiều nay chúng tôi lại tiếp tục cập nhật và gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất về dự án Metropole Thủ Thiêm cũng như là The Seed 12 River Thủ Thiêm. Thì theo nhận mới nhất của chúng tôi thì hiện nay sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán thì bên khu đô thị mới Thủ Thiêm như là dự án Metropole Thủ Thiêm The Seed 12 đã tiếp tục triển khai thi công. Thì hẹn các bạn xem là giai đoạn 2 của dự án Metropole Thủ Thiêm thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Có 3 tòa tháp hiện nay vẫn đang hoàn thiện nóc của 3 tòa tháp. Còn riêng giai đoạn 3 là Opera Residence thì theo quan sát của tôi thì hiện nay công nhân cũng khá ít, có vẻ như không lại. Còn bên giai đoạn 2 thì là Great Residence thì cái lượng công nhân cũng khá ít, không đông như trước Tết này các bạn. Hiện nay đang tiếp tục hoàn thiện cái nóc của tòa tháp và cũng tiến hành hoàn thiện cái bộ phận ốp kính cũng như bên nội thất bên trong. Còn riêng giai đoạn 3 tức là Opera Residence thì vẫn chưa hoàn thiện cái phần nóc của hai tòa tháp, cầu thi công vẫn chưa tháo nha các bạn. Thì đây là cái sàn của ba tòa tháp giai đoạn 2 tức là Residence đó các bạn. Các bạn nhìn lượng công nhân cũng khá ít. Riêng bên Opera Residence là giai đoạn 3 các bạn thì công nhân cũng vẫn đang thi công, tuy nhiên cái lượng công nhân khá ít và vẫn chưa hoàn thiện cái phần nóc này các bạn. Bên Opera Residence giai đoạn 3 các bạn thì thầu thi công là Hòa Bình, còn giai đoạn 2 thì là thầu thi công là Central. Thì có cái tấm những tấm tre màu xanh ra trời các bạn đó, thì vẫn chưa hoàn thiện phần nóc gồm hai tòa tháp này các bạn. Còn dự án Z12 ở ngay chân cầu Thủ Thiêm 1 thì tiến độ diễn ra cũng khá nhanh, công nhân cũng khá nhiều. Đây là sàn của giai đoạn 3 tức là Opera Residence. Các bạn nhìn là chỉ lưa thưa rất ít công nhân các bạn. Tiến độ diễn ra chậm lại rồi các bạn. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật và gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất về các dự án ở khu bên khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng như bên khu trung tâm Sài Gòn ở khu vực Ba Son. Mời các bạn tiếp tục đăng ký kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình cũng như bạn bè người thân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.